Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày nay, mình nên một đôi loa phun dựng hoàn chỉnh do bên mình ghép đồ. Toàn bộ là đồ chất lượng anh em nhé. Bát là bát 25 này của JBL từ 170, côn 65. Dòng chất lượng của mình, dòng keo hồng nhé. Keo hồng, côn 65 và con này xương nhôm. Mặt của nó sẽ là mặt trước đây, nó sẽ có gân vải và ta tiếp tục ta có là cái màng giấy côn 65 và ghép với củ tép là củ tép 450 có nghĩa là côn sẽ là côn 44 anh em nhé, côn 44 mở quá để mình bắt nét. Mã củ tép này thì anh em biết đến rồi, nhưng mình bán ra thị trường Việt Nam mình phải tính số lượng hàng trăm đôi, tiếng rất hay nhé. Ở kèn 450 nhá, 29XT này, 29XT không phải là 25XT đâu nhá, bản cao rồi. Và ghép với phân tần JBL 612, phân tần công ty, chất lượng. Đó. Còn vỏ này thì là cái vỏ bên mình mua ở bên Việt Nam mình sản xuất nhé. Vỏ full 25, full đơn, bên trong bông đầy đủ, bông đầy đủ. Và mặt đằng trước nó sẽ có tem là GMX, GMX Audio. Và đằng sau sẽ là rắc lưu trích như này, đằng sau bắt vào hậu loa anh em nhé. Và sở hữu một cái thùng vắt cân hai bên và ở dưới có cọc cắm nhé, cọc cắm. Đấy. Khi mình lên hoàn chỉnh xong xuôi với giá thành bán bao ship luôn sẽ là 3,9 triệu bao ship toàn quốc. Đây là cái giá bản này là tương đối cao, anh em mình muốn cung hình rẻ hơn thì sẽ rẻ hơn được khoảng vài trăm nghìn nữa. Anh em có thể xuống phân tần này, phân tần hoặc xuống tiếp tục là xuống xuống tép này nhỏ hơn này, hoặc là xuống bát kém hơn cũng có anh em nhé. Nếu như anh em mình mà xuống tất cả tổng thể thì nó sẽ rơi vào tầm sẽ giảm đi được khoảng tầm 600 nghìn nữa. Đấy, anh em mình xuống tất cả thì giảm được 600 nghìn nữa anh em nhé. Nó rơi vào tầm khoảng 3 triệu 3 thôi. Đó. Và bát xuống thì vẫn là bát Martin từ 17 nhé, côn 65. Và tép kèn sẽ là kèn 350. Và phân tần sẽ là phân tần khác, không là phân tần chất lượng như này. Phân tần này phải sao nó chất đến lượng chất lượng của nó. Và anh em thấy con tụ của nó này. Con tụ rất hiếm, con nào 10 mi mà anh em thấy thị trường dập con dập bát 10 mi mà 600V. Rất ít anh em nhé. Tụ chất lượng. Và bên mình cũng có cái bài khi gióng hoàn chỉnh xong xuôi thì nên nhạc anh em nhé. Còn bây giờ thì giới thiệu anh em thôi. Còn khi nào gióng xong xuôi mà có nước khác thì mình sẽ nên nhạc sau. Và chào anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này.